Mọi người nghĩ rằng chúng tôi đều là những tuyển thủ có cá tính mạnh, vì thế sẽ đưa ra những ý kiến rõ ràng và có thể dẫn đến tranh cãi. Nhưng đáng tiếc là mọi chuyện lại không như thế. Trong một đội tuyển Liên minh Huyền Thoại, việc bày tỏ quan điểm cá nhân rồi tranh cãi là yếu tố quan trọng để tìm ra hướng khắc phục, giúp cả đội phát triển. Thế nhưng chúng tôi thường xuyên không nói gì cả và để vấn đề cứ thế trôi qua. Chúng tôi nên thẳng thắn hơn sau khi nhận ra vấn đề trong tập luyện cũng như thi đấu chính thức. Đây là điều mà toàn đội cần cải thiện ở mùa giải sắp tới. Đó là những gì mà Zeka đứng giữa Hanwalai Sport chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn gần đây. Đây có thể xem là một chia sẻ khá thú vị và có phần bất ngờ đối với khán giả. Chúng ta đã quen với việc bỏ cái tôi xuống cầm cái cúp lên của các tuyển thủ tài năng. Nào ngờ khi không còn những bất đồng, những cuộc cãi vã cũng làm chất lượng của cả đội đi xuống. Thực hư câu chuyện này thế nào? Hôm nay hãy cùng tôi, bình luận viên Hoàng Luân ngồi lại và xem xét vấn đề mà Hanwalai Sport đang gặp phải. Trước khi bước vào video, các bạn đừng quên nhấn nút like và subscribe cho kênh của Lu cũng như để lại những bình luận góp ý bên dưới. Ngược dòng thời gian một chút về giai đoạn tiền mùa giải 2023, lúc bấy giờ, gã nhà giàu Hanwalai Sport đã làm khuynh đảo cộng đồng Liên minh Huyền Thoại quốc tế khi mang về một dàn tuyển thủ vô cùng chất lượng, gồm Final MVP chung kết thế giới 2022 King Gen, nút trừng phạt triệu đô Clit, Play of the Year LCK 2022 ZK, thần tiễn Viper, hỗ trợ Live. Tất cả đều là những cá nhân có tiếng của giải đấu LCK trứ danh, và nếu tính luôn cả huấn luyện viên Dandy thì đội tuyển có tới 4 nhà vô địch thế giới đang cùng một chiến tuyến. Những sự tung hô, những kỳ vọng về một kết quả tốt đẹp dành cho đội. Nhưng họ đã làm tất cả phải thất vọng. LCK mùa xuân 2023, Hanwalai thi đấu vô cùng phập phù, trận được trận mất. Tất cả đều rời rạc và chưa bộc lộ hết những điểm mạnh của mình. Phải khó khăn lắm họ mới giành được một vé vào vòng playoff, nhưng cũng nhanh chóng bị Genji đã bại 3-1, vô cùng đau đớn. Sự yếu kém của Hanwalai Sport là đề tài được bàn tán rất nhiều, nhưng những thất bại ấy là do đâu? Suy nghĩ kỹ một chút thì những gì ZK chia sẻ không phải không có lý. Đối với những môn thể thao đề cao tính tập thể như Liên minh Huyền Thoại thì việc các tuyển thủ sở hữu những kỹ năng thượng thừa là chưa đủ. Họ cần giao tiếp, bày tỏ quan điểm, tranh luận với nhau nhằm đưa ra những phương hướng tốt hơn, nhất là trong một tập thể mới như Hanwalai Sport. Hãy nhớ rằng Hanwha là một tập thể của những cá nhân đã có ít nhiều vinh quang, nhưng phong độ và phong cách chơi lại khác nhau rất nhiều. Do đó sự trực nhịp là khó tránh khỏi. Đầu mùa giải LCK xuân 2023, họ đã mở màn vô cùng chật vật khi phải để thua những cái tên được đánh giá là nửa dưới bảng xếp hạng. Những vấn đề thể hiện rõ trong cách vận hành chiến thuật lẫn sự kết nối của các tuyển thủ. Họ rời rạc và thiếu quyết đoán. Và nếu như họ dám đứng lên để bày tỏ quan điểm, tranh cãi để tìm ra hướng khắc phục thì có lẽ những người hâm mộ đã có những màn trình diễn đáng mong đợi hơn. Để có thể hiểu rõ hơn, chúng ta hãy đào sâu hơn nhân vật chính của buổi phỏng vấn, ZK. Anh là một midlane tầm trung trong cả mùa LCK 2022 và chỉ thực sự nổi bật khi thi đấu tại chung kết thế giới. Nhưng khi đến với LCK Hour, ZK lại được ban tổ chức bầu chọn là đường giữa xuất sắc nhất và tuyển thủ xuất sắc nhất. Chính điều ấy đã gây ra làn sóng trái chiều nhắm thẳng vào anh. Chưa bàn đến việc xứng đáng hay không xứng đáng, đối với ZK mà nói, phần nào đó anh bắt đầu nhận thấy áp lực khủng khiếp mà những Faker hay Chovy đã chịu đựng bao nhiêu năm qua. Và khi có màn trình diễn không tốt trong những trận đấu đầu tiên, thay vì những màn phân bua với đồng đội nhằm nhìn nhận những khuyết điểm của bản thân, phải chăng anh đã chọn cách im lặng nhằm bảo vệ lòng tự tôn, không dám phơi bày những khiếm khuyết của bản thân trước mặt người khác? Im lặng không giải quyết được vấn đề, im lặng cho thấy anh và những người đồng đội đang thụ động trong quá trình tìm ra chìa khóa chiến thắng. Họ càng im lặng càng cho thấy tinh thần chiến đấu, mong muốn chiến thắng bị thu hẹp. Chưa kể thảo luận, tranh cãi cũng là những va chạm cần thiết cho thấy được khát khao thể hiện bản thân của họ và nhắc nhở rằng họ cũng là những nhà vô địch thế giới, những tài năng lừng lẫy không hề thua kém một ai. Ở một góc độ khác, theo chính ZK chia sẻ, cá nhân anh và cả team đều được dẫn dắt nhiều bởi Clit và Live. Có thể nói hai tuyển thủ trên có phần dày dặn kinh nghiệm hơn so với những người đồng đội, nhưng ở họ lại thiếu đi những thành công khiến cho sức nặng lời nói của họ có phần bớt giá trị, dẫn đến không đủ lực để dẫn dắt cả đội tuyển đến chiến thắng. Biết sai, nhận sai, sửa sai, đó là đạo của kẻ chiến thắng. Vị trí hạng tư chung cuộc chắc chắn không phải kết quả làm thỏa mãn đội tuyển và cả người hâm mộ. Nhìn nhận một cách tích cực mà nói, Hanwalai Sport với dàn tuyển thủ tài năng hoàn toàn có thể tiến xa hơn trên đường đua phía trước. King Gen thường bị chế giễu là tuyển thủ một trận và phần nào đó là nạn nhân của truyền thông khi anh được thổi phồng một cách vô lý. Dù vậy, nếu xem xét một cách công tâm, anh là người chịu ảnh hưởng rất nhiều từ việc meta thay đổi. Dẫu biết đánh cánh yếu là sở trường của anh, nhưng hãy nhớ lại khoảnh khắc anh chặt gãy cả team T1 với con bài Aatrox trong tay đã hằn sâu trong ký ức của người hâm mộ như thế nào. Final MVP chắc chắn không phải dễ dàng. Anh là một nhân tố trẻ, đầy tiềm năng và còn có thể phát triển nhiều hơn trong tương lai. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh biến bản thân từ tuyển thủ một trận thành tuyển thủ của tất cả các trận? Clit và Live đảm nhận những vai trò làm nền rất rõ trong đội tuyển này.
Màn trình diễn của cả hai trong mùa xuân vừa qua không quá tệ, thậm chí là có phần tươi sáng hơn khá nhiều so với chính họ trong những mùa gần nhất. Điểm mạnh của Clit là những pha trừng phạt chuẩn xác, còn đối với Life là khả năng di chuyển, sử dụng các vị tướng nhiều khả năng mở giao tranh. Ngoài ra, để ba mũi nhọn của team có thể chuyên tâm carry, trọng trách call team và trao đổi thông tin là điều mà cả hai cần phải đảm nhận và thực hiện thật tốt. Cả hai tuy không phải những cá nhân xuất sắc ở vị trí của mình, nhưng lại là những cá nhân phù hợp với đội. Bản thân Zeka thì vẫn như thế, đã có những trận đấu một mình anh gồng gánh cả đội đến chiến thắng. Anh là thế hệ mới đầy tiềm năng của giải đấu, đủ khả năng kế thừa trọng trách gánh lấy hào quang của cả khu vực. Trong một ngày đẹp trời, Zeka sẵn sàng hủy diệt đối thủ bên kia chiến tuyến, dù là Faker hay Jovi. Chỉ là bể tướng của anh có phần hạn chế và dường như trọng trách carry của anh trong mùa vừa qua là quá áp lực, dẫn đến anh thiếu đi những pha xử lý điên rồ, có phần mạo hiểm nhưng toát lên khí chất của một siêu sao, thứ vốn là đặc sản của Zeka. Còn đối với Viper, danh xưng thần tiễn không phải là hư danh mà người ta gán ghép tùy tiện, chỉ có kẻ ngốc mới thắc mắc về chuyện đấy. Tài năng của anh đã được kiểm chứng ở nhiều đấu trường như LCK, LPL, chung kết thế giới. Anh đã từng một tay gồng gánh và đưa cả đội tuyển mình phục vụ đến với ngôi vị cao nhất của Liên minh Huyền Thoại. Vậy thì điều gì có thể giúp được anh ở giai đoạn hiện tại? Chỉ có thể là chính bản thân anh, bản ngã của một xạ thủ tài năng, xuất chúng. Sự khao khát chiến thắng, sự tự tin, quyết tâm vô địch, mong muốn thể hiện mình. Tất cả những thứ ấy đối với Viper như là những hòn than đỏ rực. Chỉ cần một ngọn gió tiếp sức, nó sẽ lại cháy rực và bùng nổ hơn bao giờ hết. Cũng phải nhắc đến ban huấn luyện của đội tuyển. Huấn luyện viên trưởng Dandy vốn là một huyền thoại trong nền Liên minh Hàn Quốc. Anh đã có những màn trình diễn bùng cháy, truyền cảm hứng cho biết bao tài năng mới trên khắp thế giới. Giờ đây, khi đảm nhận vai trò đầu tàu, lèo lái con thuyền mang tên Hanwha Esports, anh càng phải thể hiện khả năng lãnh đạo, thống nhất những tài năng kiệt xuất và giúp họ hoàn thành chặng đường dài chinh phục vinh quang phía trước. Nhìn nhận một cách tích cực, mùa xuân chính là liều thuốc thử nhằm nhận ra những khiếm khuyết của đội để khắc phục. Không kẻ thù nào lớn bằng chính bản thân mình. Khi Hanwha Esports đã nhìn nhận một cách thấu đáo về những vấn đề mà mình đang gặp phải, sẽ không còn những sự im lặng, thay vào đó là những cuộc tranh luận, bày tỏ quan điểm nhiều hơn, giúp cho nhau thấy những gì bản thân còn thiếu sót và sửa đổi nhằm hướng thẳng đến chiếc cúp LCK danh giá. Hãy nhớ rằng Hanwha Life chính là đội duy nhất đã bại được vua vòng bảng C1 và cũng chính họ đã hủy diệt Canyon và đồng đội tại playoff LCK mùa xuân 2023. Nếu khắc phục được những khiếm khuyết của mình, họ chắc chắn là một trong những ứng cử viên cho chức vô địch LCK mùa hè và là đại diện có khả năng đoạt vé đến với chung kết thế giới. Vậy theo các bạn, Hanwha Esports có thể làm nên chuyện ở mùa hè hay không? Hãy để lại ý kiến của mình ở phần bình luận bên dưới. Nếu thấy video này hay và hấp dẫn, đừng quên để lại một like, một sub, bấm vào nút chuông thông báo và đưa ra những ý tưởng cho video tiếp theo. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.